mến chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trên Tân Hưng. À, mình chạy về thì ngang thì thấy mấy anh đang chất củ mì nữa các bạn. À, quay cho các bạn xem chơi ha. Đây là chiếc 925. Xe rất đẹp nha các bạn. Chờ đợi anh chất cái dài ra trước nè. Khoảng nửa tiếng nữa mới xong nha các bạn. Chất xong rồi lên lộ ha. À, phải có một chiếc dẫn lên. Tại cái dốc đó cao á. Dốc cao với nó sình trơn quá. Rồi chờ đợi, giờ đợi anh nhóm tới nha các bạn. Cái này là đúng đời của 925 luôn ha anh. Đây đất đen nha các bạn, đất đen nhìn này, cái cắt mặt cũng rất là nhiều. Bên cần nữa dám tới. Dưới dây điện. Đây là mì giống 140 ha. Cái cũ cũng được nha các bạn. Cũng tầm khoảng 30 tấn trên 30 tấn ha. Ở đây thì mình đang đứng trên cái nền nhà nè. Cái nền đang đổ đất nè. Nên nó là nó dính cái dặn cái dây điện. Đất sình này giác rất cực ha. Giác khó giác. Này một nhỏ các bạn ơi, một tuần thấp ha, nhỏ gọn này, cái mì ruộng ngay bài luôn. 925 thì nó mạnh này, xe đẹp quá. Xe này mà cabin hộp nó thôi luôn, khỏi chê luôn. Của đèn bên đây à. Lên nha các bạn, hốt cái đống này xong là lên luôn nha. Hốt đống này cho tránh, cho xe nó trẻ ra. Chứ không có hốt là nó sẽ bị cán lên, hồi hốt cực lắm. Trong nó cũng 4 cần, 3-4 cần nhiều. Dốc lên cao quá. Chắc lên mình lên mình nên nó là không có trả nhiều. Chứ hồi nãy tính đâu là cái chiếc này nè, chiếc 1025 này nè. 1025 này dẫn vô như dẫn ra nha các bạn. Rồi. Coi xe. Chả anh tài xế 1025 coi xe chả ha.
xuống quá sâu luôn, bánh ngọt xuống quá sâu luôn. Rồi chiếc 125 dây vô các bạn. Mất bánh. Siêu cọp. Gắn dàn lạnh ở ngoài luôn ha. Tay mọc nhỏ thôi nha các bạn. Ôi ơi, cầu 8 tấn chà bá lửa luôn. Mòn là thấy cái tuồng nó thấp nhưng mà bề ngang nó bự nha các bạn. Bề ngang này lớn á, từ giá 2m3. 2m3 trở lên. Cầu vô. Chưa gài cầu. Giờ khá gài luôn. Một 025 thì vỏ sau nó là 34 ha. 8.4 34. Rồi gài cầu rồi. Dốc đứng cho lắm các bạn. Cái dốc này là dốc đổ, giống như đổ đường lên đó các bạn. Coi dốc nè. Ngày em cống ha. Đẹp ghê luôn. Đó, đẹp không? Chưa cọp. Thất thế rồi, nó thế rồi, thất thế rồi. Ở sao bánh bọt, ở sao bánh bọt xuống nặng quá. Này có chiếc nào chạy ngang đưa vô nó. Cái này có chiếc nào chạy ngang cái đầu đưa vô đó. Cái phụ nó. Cái bánh mọt các bạn coi bánh mọt ha. Cái bánh mọt nó lúng dữ mà. Nhập bánh, nhập bánh mọt luôn ha. Hộp dây rồi, hộp dây rồi. Thiếu dây rồi.
Cái lớn ra trước à. Hết đi cái dốc luôn rồi. Ôi lấy xích này nè. Xích bự nè. Nãy có nhiều chiếc chạy ngang quá, giờ nó tiêu hết rồi. Nãy chạy lượt mấy chiếc luôn, giờ không thấy chiếc nào hết. Mày chạy tất tèo ơi. Rồi, đợi xe tới nha các bạn. Chứ giờ chiếc này giờ không nổi đâu. Nặng lắm nặng. Rồi, đợi chiếc xe tới nữa nha các bạn. Canh xe để cho chiếc kia ghe qua.
dòng xe. Áp tắc giao thông, bạn có đường giờ xuống cái dốc, nè, đây xuống đó còn 2m, trên 2m đấy các bạn, nè có cái mương nè, các bạn thấy cái mương không, quá sâu luôn, còn mì nữa nè. Rồi thôi video kết thúc đây nha các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình, rồi ba các bạn nha.